khoa chiết ở Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa chiết và các khoa của Đại học Nhân văn Hà Nội đã làm nhiều cái việc mà để ghi nhận cái công đức của giáo sư Trần Đức Hà. Về phần em thì cũng chỉ có một cái góp nhỏ nhỏ. Năm 2013 thì được sự tạo điều kiện của nhà trường và đặc biệt là lúc ấy là phó giáo sư Trần Đăng Sinh là trưởng khoa chiết học đã chủ trì tổ chức cái hội thảo quốc tế về Trần Đức Hạng tại Đại học Hà Nội, và dựa trên cái nền tảng về cái hội thảo mà đã được sau này được xuất bản thành sách ở Đại học Economan Superior, nơi mà cụ Thảo đã từng học tập và làm việc ở đó. Thì cái hội thảo này